Tại sao có 4 người ở đây làm đâu? Đang xử lý vậy thì xử lý đâu? Đang xử lý ở mạng. Hôm qua phải tìm tất cả Trung Quốc. Cho đến làm luôn cái nhà này. Tại sao chặt đường đô thị mà cứ đứng như vậy? Hả? Lực lượng đâu? Cho công ích bao giờ cũng chặt đường này. Hỏi thôi. Hỏi lực lượng đâu? Hỏi cũng là. Bây giờ cái này có lắm nhau không? Đó, cái này có lấn nhau, cái này có được giấy phép xây dựng không, có cáo đó thật chưa? Thế này cáo đỡ nhanh lên. Để cho lực lượng tháo tịch thu hết toàn bộ cái này, cho nói công ích đưa tặng cho công ích và tịch thu từ ngày mai mà tôi đến đây á, mà toàn bộ cái này mà còn quay lại đây nữa thì hợp kỷ luật từng cán bộ mà chuyên đạt tất cả người của tôi. Yeah, right.